Việc Hương bị ném đá vì live stream nhưng không đi viếng Vũ Linh lên tiếng kêu oan hé lộ một bí mật. Trong suốt những ngày vừa qua, sự ra đi của ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh khiến người hâm mộ và dàn nghệ sĩ vô cùng tiếc nuối và xót xa. Mới đây, Việt Hương đã thẳng thắn lên tiếng nói rõ quan điểm khi một khán giả thắc mắc việc cô không có mặt tại lễ viếng đàn anh. Cụ thể, khi Việt Hương livestream trên trang cá nhân, khán giả bình luận: "Chị ơi, sao chị không đi viếng đám tang Vũ Linh mà lại livestream về chị?" Trước thắc mắc của khán giả, nữ danh hài bức xúc lên tiếng: "Không phải lúc nào mình cũng có điều kiện. Hiện tại, Việt Hương đang ở Nam Căn, Cà Mau. Hương đi quay phim từ 4 giờ chiều đến là quay đến 4 giờ sáng hôm sau Hương mới được về. Máy bay ở Cà Mau, khán giả nào cũng biết. Chuyến bay sẽ cách ngày, ví dụ hôm nay có chuyến bay thì ngày mai lại không có. Thế nên không phải mình muốn đi là đi, mình đi cả đoàn đến 170 người. Nên nếu mình đi thì 170 người trong đoàn phải chờ mình. Có duyên lúc này thì mình đi, không có duyên thì mình chỉ biết chia sẻ. Bạn chỉ biết bề ngoài của sự việc thôi, khi người xấu mà mình giúp mới gọi là chân thành, mới gọi là kịp. Chưa chắc bạn nhìn thấy tôi thế này mà tôi không dính dáng đến anh Nam đâu. Bạn nhớ kỹ nè, ngày 25 tháng 2 vừa rồi là ngày thầy thuốc Việt Nam, tôi có biểu diễn phục vụ y bác sĩ. Tôi có đứng trên sân khấu và nói là tôi xin cảm ơn y bác sĩ ở Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Chợ Rẫy. Bạn ơi, bạn có biết vì sao tôi phải đọc như vậy không? Bạn có bao giờ suy nghĩ thấu đáo là chị Việt Hương đang nhờ vả người ta để giúp đỡ một bậc tiền bối nào không? Bạn không nên nhìn bề ngoài mà nói điều không hay, không đẹp. Chưa chắc ở đó mà là người giúp đâu, chị luôn đứng sau giúp từ lúc ngặt nghèo sinh tử đến lúc cuối đời. Chưa chắc có mặt ở đám tang đã là giúp đâu, Việt Hương ở xa nhưng vẫn giúp một cách xuất sắc luôn. Có thể bạn đi đến đám tang thấy tổ chức đầy đủ hoa quả, kèn trống. Bạn biết ai làm điều đó không? Không phải hở cái làm là phải lên đây trình với bạn đâu. Mình làm bằng cái tâm, bớt chỉ và dạy người khác sống. Nếu sống không tốt thì Hương không có ngày hôm nay đâu. Hương luôn sống bằng tấm lòng, Hương không phải kiểu hở cái gì cũng đăng lên đây là tôi làm cái gì. Sống là phải vui vẻ lên, muốn khiện người khác thì phải kiếm cái gì xuất chúng lên chứ, không phải vào Facebook người ta hỏi sao đám tang không đi mà lo livestream. Bạn ơi, livestream là quyền của Việt Hương, bạn không có quyền sắp xếp cuộc đời của người khác theo ý của bạn. ADN mọi người còn khác nhau, vân tay mọi người còn khác nhau, ánh mắt mọi người còn khác nhau, tại sao bạn lại sắp xếp cuộc đời của người khác theo ý của bạn? Nếu chị làm mà em làm nổi theo chị, em làm một, chị làm 10, chơi không, đừng dạy và bắt người khác sống theo ý của mình. Bên cạnh đó, cô cũng nói thêm lý do không gửi hoa viếng một cách cực thuyết phục và có tình có lý. Khi thấy đám tang có quá nhiều hoa, bà nghĩ mình có nên gửi hoa tới không? Trước tiên, mình làm phiền người sống luôn, vì quá nhiều hoa, người sống không thể quăng hoa của Việt Hương xuống, mà họ phải tháo bản tên ra, lấy hoa bỏ vào bọc, để sáng mai rải nhằm cảm ơn người tặng. Làm vậy, tội cho mọi người. Nếu hoa còn dư quá thì các bạn bán bao nhiêu không? Một giỏ hoa gần 3 triệu mà giật dây ra bán lại có 10.000. Mình sống là phải nhìn, họ thiếu gì mình tặng đó. Mình nhìn coi mình hỗ trợ được gì. Tất cả anh chị bạn bè đã giúp chuyện đó thì mình kiếm chuyện khác mà giúp. Nghệ sĩ Vũ Linh mất ngày 5 tháng 3 tại nhà riêng trong vòng tay người thân, hưởng dương 65 tuổi. Trong 3 ngày tang lễ, nhiều đồng nghiệp thân thiết như Thoại Mỹ, Tài Linh, Ngọc Huyền, Châu Thanh, Linh Tâm, Kim Tử Long, Trinh Trinh, Ngân Tuấn, Trọng Phúc tới tiễn biệt ông Hoàng Cải Lương. Sáng ngày 9 tháng 3, lễ tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Linh diễn ra tại nhà riêng ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đổ về con đường Phan Đăng Lưu và Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để tiễn đưa nghệ sĩ. Khoảng 11 giờ 30, lễ di quan của nghệ sĩ Vũ Linh diễn ra. Tên cực của ông đã được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, Bình Dương.